Chào. Hôm qua tôi nói anh này, hôm qua tôi rất xúc động và nói chung là cũng rất mến anh. Anh coi như là đi cano ra biển, anh cầm một cái, có cái lá cờ Tổ quốc nó vô cùng đẹp anh ạ, nó phấp phới giữa sóng biển, đẹp lắm. Đấy. Cảm ơn anh Bằng. Nói chung thì cái lá cờ Tổ quốc nó là cái niềm tự hào của tôi mà. Mỗi khi mà đi ra ngoài sông hồ rồi tôi cảm thấy rất là thú vị. Tôi thích dương lá cờ Tổ quốc của mình lên và tôi thích nhìn nó bay phất phới. Tôi không nghĩ là bất cứ ai có quyền có thể cấm tôi làm những điều đó. Tại vì đó là lá cờ Tổ quốc, đó là quyền quyền con người của tôi. Người Mỹ và đất nước Hoa Kỳ và luật pháp Mỹ họ không cấm những điều đó. Họ không hoàn toàn cấm những điều đó. Mà những cái người mà chống cực đoan họ lại đòi những cái yêu sách rất là vô lý. Nhưng mà họ đi chia sẻ một cái đề tài mà kiều bào về Việt Nam đầu tư đi. À, hello, chào anh Bằng, Quân Khúc lâu quá không gặp, phải không em trai? chào anh chị em các bạn trong diễn đàn. Rất là vui được gặp lại Quân Khúc. Lâu lắm rồi không nghe tiếng nói của Quân Khúc. Nói chung thì chiều giờ kiều hối và thế này, anh Bằng Nguyễn. Kiều hối hiện nay Việt Nam của mình là chưa đạt đến một cái mức mà mình mong muốn đâu. Nếu đúng ra là kiều hối Việt Nam mình còn mạnh lắm. Tại vì một số người họ còn dè dặt, họ còn đang chờ đợi. Anh thấy kiều hối trong buổi ban đầu khi đất nước mới vừa mở cửa đổi mới đó, nó mang chỉ có, lúc đó nó chỉ có khoảng 3 tỷ thôi. Mà bây giờ nó đã tăng lên với cái mức độ gọi là hơn 13 tỷ rồi. Cái này là chính thức, chưa nói bán chính thức. Thì tiền kiều hối nó đi vào Việt Nam bằng nhiều ngõ ngách, bằng nhiều những cái kim ngạch khác nhau, đầu tư và lao động, những người mà gọi là xuất khẩu lao động và những người kinh doanh, và không trong giới kinh doanh đó không phải là chỉ có người Việt mình không, ngay cả những người nước ngoài đấy, họ đổ, họ tuồn vào những cái đồng vốn và những cái đồng tiền của họ vào Việt Nam đấy, những cái mức độ kiều hối nó tăng lên rất là mạnh. Khi thì kiều hối tăng lên mạnh, nó chứng tỏ là cái sự thịnh vượng của Việt Nam và cái nền kinh tế Việt Nam ngày càng một tốt hơn. Mà cái giới đầu tư và những cái người mà Việt Nam hay những người mà họ có ý nguyện, họ muốn đem cái kiều hối về Việt Nam đó, họ đầu tư nó mạnh lên. Thì đây là một điều rất là đáng mừng. Kiều hối tăng là chứng tỏ là nền kinh tế Việt Nam có chiều hướng tốt, an ninh và trật tự và chính trị xã hội Việt Nam nó có những cái sự ổn định hơn. Và ngày hôm nay nhà nước Việt Nam mình ưu đãi rất là thoáng cho những cái người mà họ muốn đầu tư vào Việt Nam để mua nhà. Anh Bằng, với điều kiện là anh mua nhà anh không được cái kiểu như là anh đầu cơ tích trữ, có nghĩa là anh được mua một cái nhà để ở, một cái nhà đó gắn liền với lại đất, chứ anh không được mua đất đấy. Cái người Việt Kiều hiện nay, cái người mà nước ngoài hay là người Việt Kiều cũng vậy nữa, họ vào Việt Nam họ không được mua đất, tại vì nó tránh trường hợp gọi là đầu cơ tích trữ. Nó làm cho bất động sản Việt Nam có thể bị bong bóng, rất là nguy hiểm. Nhà nước Việt Nam có ưu đãi cho những người mà kiều bào hay là những người nước ngoài đó, với điều kiện là anh phải vào Việt Nam anh phải ở trên 6 tháng, anh có visa vào Việt Nam ở trên 6 tháng và anh phải làm một cái tờ đơn, anh xin với đại sứ quán Việt Nam là anh giữ quốc tịch Việt Nam, ở nghĩa anh giữ cái công dân Việt Nam và anh chứng nhận cái điều đó, và sau đó anh về Việt Nam anh tạo được công ăn việc làm cho người dân và anh được mua một cái nhà chứ không phải là một cái chung cư không, anh được một cái nhà để anh ở. Cho nên trong cái thời gian vừa qua mà bị kinh tế khủng hoảng toàn cầu mà về vấn đề mà bất động sản đó, thì Mỹ bị ảnh hưởng rất là nặng nề, Việt Nam mình cũng bị ảnh hưởng nhưng mà nhẹ thôi. Thì sau này nhà nước Việt Nam mình cũng cởi mở ra, tạo điều kiện cho những người mà kiều bào hay ngoại về để rằng mà mua nhà, để rằng mà nó bớt đi những cái sự tồn động của bất động sản. Hồi cái thời tôi nhớ ông Dũng còn là Thủ tướng, Nguyễn Tấn Dũng còn lãnh đạo đó, ông ta cũng đã tạo được cái điều kiện là kích cầu cho 30.000 tỷ vào trong cái thị trường bất động sản để tạo cho nó sống động trở lại. Thì đó là một điều rất là tốt. Cho nên bất động sản sau này, anh nhớ cái thời kỳ mà bất động sản nó bị đóng băng, Việt Nam mình cũng bị khó khăn. Thì trong mình, nhà nước Việt Nam cũng đã, ông Dũng cũng là, ông Thủ tướng, Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã kích cầu vòng đó 30.000 tỷ.
để tạo cho những cái giới mà trung lưu họ mua được những cái nhà chung cư đó, gọi là nhà ở Việt Nam nhà phố đó, để đặng mà giải quyết những cái tồn động bất động sản. Cho nên hiện nay thì bất động sản Việt Nam nó đang ở một cái mức độ rất là tốt. Tôi thấy kiều bào của mình hiện nay họ về Việt Nam họ đầu tư, có một số người họ đầu tư dài hạn đó, họ làm ở lĩnh vực nông nghiệp rất là nhiều. Như là tôi biết có một người mà tôi quen đó, thì họ về họ đầu tư, họ mua cả 10 hecta đó, họ trồng dừa ở Tây Ninh đó, thì họ làm rất là thành công, rất là thành đạt, rất giỏi mà không đủ để phân phối. Đấy, và gần như anh ta về Việt Nam gần như là ở nhiều hơn là ở bên Mỹ. Đấy, có nhiều người họ đầu tư ở Việt Nam rất là vững vàng. Nói chung bây giờ mà nhà nước Việt Nam mình tạo cái điều kiện cơ hội cho kiều bào về làm chủ tình hình đất nước rất là nhiều anh Bằng, mà những cái thành phần chống phá đất nước đó, họ tụi nó thì không thích điều này, tụi nó không thích, tại vì đa số tụi nó là những thành phần, đối với tôi xem như tụi nó là những thành phần ô hợp, nó tìm cách nó xuyên tạc và nó chống phá để đặng mà nó đẩy lùi cái sự phát triển của đất nước mình lại. Nhưng điều đó, nhưng mà khi tụi nó làm những sự càng làm như vậy, càng mà ngoan cố như vậy đó, thì những cái người mà người ta hiểu biết, những kiều bào người ta yêu nước, người ta hiểu biết đó, người ta cũng len lỏi và người ta cũng thầm lặng trở về với quê hương đất nước. Bằng chứng là anh chị em các bạn có thể đi ra phi trường Tân Sơn Nhất, vừa phi trường Nội Bài, các bạn sẽ thấy phi trường quốc tế đó, hàng lúc nào những chiếc máy bay đáp xuống là những người con của đất mẹ Việt Nam, những người con yêu nước, họ âm thầm và họ lặng lẽ trở về với quê hương trong niềm vui tay bắt và mặt mừng, cùng nhau chia sẻ những gánh nặng, cùng nhau xây dựng cái quê hương, cái tổ quốc ngày một nó tốt đẹp hơn. Tại vì tà thì không thể nào thắng chánh được. Các bạn đã thấy hơn 43 năm rồi, các thế lực thù địch cũng như những thành phần mà chống phá đất nước, đêm ngày tụi nó rao rã, tụi nó tìm đủ mọi cách để đang xuyên tạc, nhưng cũng không thể nào mà đánh nổi được cái chính nghĩa. Chính nghĩa bao giờ nó cũng là chính nghĩa, không thể nào mà đem những cái sự ma quái, những cái sự mà tà Việt Nam, những cái sự mà gọi là phá hoại vào trong đó. Các bạn thấy ngay cả về vấn đề tôn giáo cũng vậy, cũng có những cái tôn giáo rất là chuẩn mực, và cũng có những kẻ họ len lỏi vào trong đó, họ biến những cái tôn giáo chính thống thành những cái tà đạo. Cũng giống như cái của thằng Cụ Tân hiện nay, các bạn thấy thằng này nó rất là ngoan cố, chỉ vì nó ăn những đồng tiền của những đô la của những cái thằng, những cái đám mà Việt Tân, những cái đám mà chống phá đất nước, nó sẵn sàng mà đem cái tôn giáo ra để đặng nó bán cái tôn giáo của nó, để đặng mà cho người ta đang nhục mạ cái tôn giáo. Đây là một cái điều rất là đáng tiếc, đem tôn giáo vào trong cái vấn đề mà mua bán. Tôi thấy cái thằng Cụ Tân này nó đang thách thức 90 triệu dân Việt Nam, và nó đang bôi nhọ cái tôn giáo của nó. Đây là một cái điều rất là đáng buồn. Cũng như trong gần đây các bạn thấy cũng có một số nhóm tôn giáo nó nổi lên rất là tà đạo, nó len lỏi vào trong những cái sự chính thống giáo để đặng mà nó làm ô uế cái tôn giáo. Tôn giáo thì không, đạo không bao giờ xấu, xấu chỉ có con người ta xấu. Theo tôi thấy là như vậy. Còn vấn đề kiều hối thì như tôi đã chia sẻ là tiền nó nói chung là vấn đề thương trường, nó là chiến trường mà. Cái thương trường thì bao giờ cũng vậy, đất lành thì chim đậu. Đấy, bà con kiều bào của mình người ta đã sống xa tha thương cầu thực bao nhiêu năm nay rồi, vì đất nước lâm vào tình trạng chiến tranh và hỗn loạn, vì đất nước sau khi mà thống nhất rồi thì nghèo khổ quá đi, ai cũng muốn đi tìm đường để đặng mà kiếm cái cuộc sống nó tốt hơn. Ngay cả người da trắng, các bạn thấy những năm thập niên mà 300 năm về trước, ngay cả người da trắng mà gọi là người Mỹ ngày hôm nay, họ cũng tha thương cầu thực, họ cũng phải đi tìm vùng đất mới, họ cũng phải đi tìm những cái cuộc sống và mưu sinh. Con người ta ai cũng vậy, nếu nói về con, ngay cả con vật nó cũng vậy. Khi mà sự biến đổi trong cuộc sống về nhu cầu, về thực phẩm, về kinh tế, thì con vật nó cũng phải biết để đặng mà gọi là sống di cư, để đặng mà nó hòa nhập với lại cái thiên nhiên. Thì con người mình là một cái động vật tiến bộ hơn hết trong các tất cả những cái mọi vạn vật trên đời này, thì mình cũng phải nhìn những cái gì mà có lợi
thì người ta cũng đi đi tìm vùng đất mới để đặng mà họ 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 thay đổi cái cuộc sống của họ, đi mưu sinh của họ. Người da trắng các bạn thấy họ ra đi và họ đã đặt lên được ba cái quốc gia mới: Canada, Úc và vùng Bắc Mỹ này. Các bạn thấy họ đã lập lên những cái quốc gia, tại vì họ cũng có những chính sách di cư của họ. Họ đi tìm đấy, họ đi những ngày tháng năm đầu tiên của họ, con tàu Mayflower của Mỹ trong lịch sử, hơn 103 người họ vượt trùng dương, họ đi đấy đến cái vùng đất gọi là Bắc Mỹ. Những sự vật lộn và những tháng ngày đầu họ cũng phải chinh chiến với thổ dân, và họ phải sống đủ mọi cách để vượt. Và ngày hôm nay nó có được một cái đất Mỹ thịnh vượng theo cái điều mà những cái sắc dân và sắc tộc khác họ tìm đến, họ mưu sinh, nó tạo nên một cái hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, nó vững vàng và nó hùng mạnh hơn lên. Thì Việt Nam của mình ngày hôm nay tôi thấy vậy, sau những cái thời kỳ chiến tranh loạn lạc, một cái quốc gia mà với 4.000 năm dân hiến, 100 năm mà bị thực dân Pháp, các bạn biết thì nghĩ đi, 30 năm mình chinh chiến như thế thì còn gì. Từ ngày hôm nay mình đã đứng vững được, mình đã có được một cái sự vững vàng trên thương trường quốc tế. Ngày hôm nay mình đã đang được chọi bậy thì đất lành chim đậu, như tôi đã nói, thì những người kiều bào không ai dạy gì, những người kiều bào yêu nước chân chính họ không dạy gì mà trở về với đất mẹ của mình, nơi được mình sinh ra và lớn lên, nơi được mình nói được cái ngôn ngữ của mình, nơi được mình được ăn những cái thực phẩm mà ở quê hương mình mới có. Chứ mình muốn ăn bún bò Huế thực chất thì mình đi Huế mình ăn, mình muốn ăn những cái món miền Tây Nam Bộ thì mình đi về miền Tây Nam Bộ, ruộng đồng, tôm cá, phì nhiêu và bắp ngát đấy. Và cái cuộc sống của người nông dân nó nhàn nhã và nó an nhàn, nói chung tha hương cầu thực thì con người ta ai cũng phải phấn đấu thôi, phải phấn đấu. Nếu mà anh đến đất nước của người ta mà anh không phấn đấu thì anh cũng là cu ly, anh cũng làm tất tần tật, thì anh cũng có cái đồng tiền đó rồi anh cũng phải chi phí vào trong cái cuộc sống. Nhưng mà khi trở về với quê hương đất mẹ của mình sẽ thấy nó được sự ấm cúng và cái tình người nó giàu dạt, tại vì mình nói được cái ngôn ngữ thật của mình. Như dù các bạn có nói tiếng Anh giỏi cỡ nào giỏi, nhưng cái đó là cái quê hương, cái xứ người của người ta. Cái đất Mỹ này là cái đất hiệp, nhất là cái đất Mỹ nữa là cái hiệp Trung Quốc. Nó muôn màng, muôn mặt, muôn vạn, muôn hình, muôn vẻ. Không thể nào tôi đối lập với các bạn là tôi trở thành kẻ thù và cái tìm cách để đặng mà hãm hại, mà để đặng mà gọi là giết, thì đó là một cái sự gọi là vô nhân bản. Đó là những kẻ vô nhân bản, họ sống không có nhân bản và nhân tính. Đối với tôi, những kẻ đó chẳng khác nào còn thua một con súc vật. Tại sao khi tôi nói lên sự bất đồng chính kiến của tôi và tôi đã bị gọi là hăm dọa và giết, khi mà tôi đọc những cái comment của những thành phần ô hợp trong mà hai cái livestream của tôi, tôi thấy rất là đáng tiếc, rất là đáng tiếc. Sự họ khát máu rất là giả man, mà tôi phải gùng rùng cả mình, mà tôi phải xóa đi những cái comment của họ. Tôi thấy rất là khủng khiếp, trong khi đó họ đang sống trong một quốc gia, họ mệnh danh họ là những con người, họ sống trong một cái quốc gia gọi là văn minh, là một cái quốc gia mà đầu tàu của thế giới. Tôi thấy rất là khủng khiếp. Nhiều cái tôi thấy họ sử dụng những cái đường lối, những cái cách mà bày tỏ sự hiểu biết của họ một cách rất là giả man, mang rỡ đến như vậy. Cho nên vấn đề mà hòa hợp hòa giải cũng vậy, chúng ta hòa hợp hòa giải với những người có thiện chí, với những người người ta có tấm lòng yêu quê hương đất nước, đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết, chứ không phải hòa hợp hòa giải với những cái lũ ô hợp để tìm cách xóa bỏ cái chữ Ngụy đó. Những người người ta hiểu biết, người ta thấy cái chữ Ngụy đó nó cần, theo tôi thấy nó cần phải lưu lại để rút tỉa những kinh nghiệm mà những thế hệ trước họ không sai lầm, họ không tiếp tục dẫm trên cái lịch sử. Đấy. Lịch sử nó vẫn là lịch sử. Đấy. Tại sao mình phải lấp liếm? Tại sao mình phải lấp liếm cái chữ Ngụy đó để tìm cách mưu mô để đặng mà làm bỏ cái chữ Ngụy đó ra, để tôn vinh một cái chế độ thối nát mà nó không tồn tại?
những cái gì không tồn tại thì phải để nó vào trong lịch sử, phải lên án nó và để rút ra những cái kinh nghiệm. Chúng ta là những người thắng cuộc, chúng ta không hận thù, chúng ta lúc nào cũng đem cái tình thương và sự bác ái đến cho mọi người. Nhưng các bạn thấy đối với những thành phần mà chống phá đất nước, những thành phần ô hợp này, bọn chúng rất là khát máu. Các bạn vào trong hai cái live stream của tôi mới đây, các bạn sẽ thấy tụi nó khát máu một cách rất là gung rợn. Tôi đã xóa bớt đi rồi đó. Đối với tôi hiện nay, tôi chẳng sợ mấy thành phần này. Bây giờ mà tụi nó đụng vào tôi là nó chết mẹ nó. Tôi nói thật đấy, là cảnh sát lụm nó liền ngay lập tức. Cái video đầu thì tôi cũng hơi run, tôi nói tại tụi nó áp lực rất là mạnh. Bây giờ pháp luật nó đã vào cuộc. Tại vì mình có một mình mà. Pháp luật nó đã vào cuộc rồi, hồ sơ nó đã có rồi. Bây giờ nó đụng tôi là lụm á, là cảnh sát hút nó liền ngay lập tức. Bày tỏ bất đồng chính kiến. Tôi đâu có cái gì mà gọi là khiêu khích. Ông nó không dám làm gì anh ơi. Ông nội cha nó cũng dám đụng với tôi. Có thể là nó quá ngoan cố, nó tìm cách nó ám sát thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là nó dù nó có ám sát tôi chăng nữa thì cảnh sát FBI cũng sẽ điều tra tụi nó. Cũng sẽ điều tra bắt tụi nó. Nếu mà tôi có hy sinh thì tụi nó cũng phải ở tù. Chẳng có gì sẽ phải sợ cả. Máu của mình nó chỉ to một thôi, nó không khác máu gì hết. Anh tin chắc như thế. Nó sẵn sàng, nó nói là nó sống sợ chết. Nó sẵn sàng, nó là giết tôi bất cứ lúc nào. Ghê. Tôi đọc mà tôi thấy nó mắc cười. Tôi mắc cười sao? Tôi thấy Mỹ này bộ không có một luật pháp cho tăng. Các bạn mà vô xem mấy comment của tôi nói không ghê, tôi xóa bớt rồi đó. Tôi thấy nó gùng rợn quá, tôi xóa bớt. Tại vì để trong đó mà các bạn mà đọc nhiều quá, các bạn sẽ căm hờn tụi nó còn hơn tôi nữa. Nói với tôi thì tôi chai lì với tụi này. Nó cười mà, nó mắc cười. Tôi thấy nó mắc cười. Cái rất là vô lý. Thì nói chung thì cảm ơn bạn ủng hộ. Cảm ơn anh chị em các bạn. Các bạn có sự ủng hộ, các bạn niềm tin của tôi là một cái niềm tin sắt đá. Chứ không phải các bạn ủng hộ tôi được các bạn tăng bốc là tôi được lên mây. Không có gì đâu, người tôi sống không có như vậy đâu. Tôi không có gì đâu. Tôi không phải lên trên này để được mà hô hào, để được người khác tung hô, để được mà đưa tôi lên mây, không có đâu. Với kinh nghiệm sống của tôi trong cuộc đời. Nhưng mà tôi cảm ơn anh chị em các bạn rất là nhiều ủng hộ. Cảm ơn anh Bằng. Và các anh chị em, sự ủng hộ các bạn đó, một cái niềm tin, một cái niềm vui, cái sự phấn khởi, sự khích lệ cho tôi. Chỉ có vậy thôi à. Tôi rất là vui, được nhiều người, tôi rất là cảm động, nhiều người khích lệ. Một cái người mà đi làm cách mạng, một cái người mà đi làm chính trị cũng vậy. Mình càng trung thật và mình càng được nhiều người mà yêu mến mình đó, mình sẽ cảm thấy ấm lòng. Mình sẽ cảm thấy ấm lòng. Chứ không phải là kiêu ngạo. Đối với tôi chẳng có gì phải kiêu ngạo, phải kiêu hãnh cả. Đấy. Thì chia sẻ về vấn đề mà kiều hối, kiều bào thì nó có sự liên hệ hỗn hợp. Trong kiều bào bây giờ họ về quê hương nhiều lắm anh Bằng ơi. Họ về nhiều lắm ở đây. Tại vì tôi đi qua đi lại hoài à. Với lại tôi cũng sống ở Việt Nam như anh gì đó mà. Nói chung là tôi cũng giống như anh ở Việt Nam, giống như Khuôn Khúc hay là anh chị các bạn trong diễn đàn vậy đó, những người mà trong nước gì đó. Mấy anh cầm đũa tôi cũng cầm đũa, mấy anh bóc tôi cũng bóc cho với anh à. Mấy anh ngồi dưới hè tôi cũng ngồi dưới hè với anh à. Mấy anh mà là rào, mấy anh rửa, mấy anh bỏ lên bàn, mấy anh ăn thì tôi cũng bóc tôi ăn à. Tôi không có ngại. Tôi không có ngại. Tôi cũng như anh thôi. Anh nhảy xuống mương tắm, tôi cũng nhảy xuống mương tắm à. Tôi thấy vui vậy đó. Cái cuộc sống không có gì mà trở về với quê hương của mình anh Bằng. Mỗi khi mà tôi trở về với quê hương, tôi cảm thấy con người mình nó giàu dạng. Cái mình cảm thấy giống như mình, tôi muốn ôm cả đất mẹ vào lòng mình vậy. Tôi không biết những người khác họ sống xa quê hương, họ nghĩ như thế nào tôi không biết. Nhưng đối với tôi, quê hương
không hề không hề cái chùm cái ngọt cũng không diễn tả hết được nữa. Thế đó anh ơi, nhiều khi ngồi nhiều khi nghe những bài nhạc giọng cổ cải lương của miền Tây Nam Bộ, mình ngồi mình nghe nó khoan thai lắm, nó relax, nó làm mình thư giãn. Đối với tôi, quê hương của tôi là cái niềm tin sắt đá mà đã cho tôi đứng vững vàng trên cái đất nước Mỹ này. Tại vì mỗi một con người chúng ta là người Việt Nam, chúng ta phải có cái quê hương nguồn gốc của mình. Tôi rất là cảm ơn người Mỹ mà khi tôi làm việc với họ, họ dạy cho tôi điều này. Tôi rất là cảm động khi mà tôi làm việc với người Mỹ, tôi sống với người Mỹ, họ dạy cho tôi. Nhất là khi mà tôi nhập được cái quốc tịch Mỹ, lúc đó tôi như chợt tỉnh. Họ làm một buổi tiệc, họ chúc mừng cái ngày mà tôi nhập quốc tịch Mỹ, nhưng họ nhắc nhở cho tôi: mày là người Việt Nam, cái quốc tịch nó chỉ là hợp thức hóa cái quyền công dân ở xứ sở tại thôi. Tôi rất là cảm động. Họ khuyên, họ chỉ, họ dạy cho tôi: mày vẫn là người Việt Nam và mãi mãi mày, cái tổ quốc, cái quê hương của mày ở bên kia. Và họ mong muốn một ngày nào đó khi mà tôi thành đạt cũng phải nhớ về cái quê hương của mình. Tôi thấy người Mỹ nhân bản như vậy, tôi thấy người Mỹ họ nhân bản đến độ như vậy, tôi phải nói là tôi cảm ơn cái người Mỹ. Mặc dù sống trên đất nước này của họ, nhưng mà tôi cảm thấy họ đã dạy cho tôi được cái niềm tự hào dân tộc của tôi. Mà bên cạnh đó, khi tôi thấy ngay cả chính người Mỹ họ nhận con nuôi người Việt Nam cũng vậy. Như bà các bạn biết, bà tài tử Jolie Angela, bà để một lá cờ đỏ sao vàng ở trên cái đầu giường của đứa con của bà, hằng con nuôi bà nhận đây là quê hương gốc của đứa nào. Các bạn thấy rất là tuyệt vời. Cho nên mình nhiều, tôi thấy những người mà sử dụng một đứa trẻ mới mười mấy tuổi mà lên mà để mà chống, gọi là chống cộng, đây là một cái sự ngu xuẩn. Sử dụng con nít trong cái mưu đồ chính trị là một sự ngu xuẩn. Tôi thấy làm đáng tiếc. Đúng là anh Bình Hồ không nên gửi mấy cái link cho tôi. Quá dã man. Này đừng có gửi mấy cái link mấy cái thằng mà chống cộng bao giờ cho tôi thấy nó một điều rất là sai, ấu chỉ và sai lầm. Lập trường của tôi lúc nào đó, trước sau vẫn như một, Việt Nam là trong trái tim của tôi. Việt Nam trong trái tim tôi, nó rất là tuyệt vời anh Bạch. Khi mình sống xa tổ quốc quê hương của mình rồi thì mình mới cảm thấy được cái đất mẹ của mình nó bao la như thế nào. Ngày hôm nay chúng ta là những người Việt Nam, là những người yêu quê hương đất nước, chúng ta phải nói lên những sự thật, những cái trung thực, để đặng mà sẵn sàng đập tan những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, những thành phần ô hợp. Hòa hợp hòa giải không có gì sai. Hòa hợp hòa giải là để kêu gọi nhân tài, kêu gọi thiên tài, kêu gọi nhân sĩ, kêu gọi những người yêu nước, kêu gọi những người mà họ có tấm lòng với quê hương. Chứ không phải chúng ta hòa hợp hòa giải để kêu những thành phần ô hợp. Và trong vấn đề hòa hợp hòa giải là trong cái đó phải ở lĩnh vực gọi là ngoại giao. Không thể nào mà đem sự ra, đem sửa sự để đặng mà đổi lấy cái hòa hợp hòa giải. Đây là một cái sự rất là một cái mưu đồ rất rất là khủng khiếp. Trên đời này, trên cái tôi đi đây đi đó, tôi chưa bao giờ nghe và thấy là có một cái ai mà lại kêu là phải xét lại sử, phải sửa lại lịch sử để đặng mà hòa hợp hòa giải. Đây là một cái sự ngu xuẩn của những người mà tự họ cho